Có tiếng rồi, kệ em đi tắt đi tiếng. Bao nhiêu quả được em? Nhưng mà xếp mỏng một lớp thôi. Để con giúp ba. Con nhặt con đưa cho ba. Con nhặt con đưa cho ba đi. Nhiều bác con lấy ở trên tay nào. Rồi bác bỏ vào túi. Ui, lại còn bóp làm gì cơ. Đấy, giúp ba cuốn kìa. Không trông nó này. Mày gì đó? Để bây giờ hãy thử nhá. Ok. Nhìn ba làm nhá, nhìn ba làm. Quên chưa đợi này. Bọn trường chị nó mua để nó làm ấy thấy cuộc lại rẻ hơn các bạn ạ. Cái loại là chả bông cái này nó giống cái bóng không ạ. Không có cái gài này đâu, gài cho bé xịn hơn. Nhưng mà có máy. À, cái gì có máy. Cái này là dùng cho gia đình đúng không? Máy dùng gia đình được không? Không gia đình cả. Bấm e là không chưa xong. Ở đây bên dưới này.